Bực tức vì bị thiếu nợ 30 triệu đồng hơn 2 năm không trả, Nguyễn Di Phương, 45 tuổi, ngụ An Giang, dùng ống tiếp sắt đánh con nợ trọng thương, và Phương đã bị bắt tạm giam. Theo kết quả điều tra, năm 2020, Phương cho hàng xóm là ông Đào Văn Đảo 45 tuổi dài 30 triệu đồng. Phương nhiều lần đòi tiền nhưng ông Đảo vẫn hứa hẹn không trả tiền. Tối 14 tháng 11, sau khi đi nhậu về, Phương lấy tuyếp sắt sang nhà ông Đảo tiếp tục đòi tiền nhưng không được. Hai người dẫn đến sâu xát. Lúc này Phương cầm tuyếp sắt đánh nhiều cái vào đầu và người ông Đảo gây thương tích nặng. Ông Đảo được người dân đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích 15%. Phương sau đó đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.